Thưa quý vị, tối qua, bão Côn Sơn đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông, là cơn bão số 5 hoạt động trong mùa bão lũ năm nay. Dự báo đến 13 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía tây, cường độ bão vẫn giữ cấp 11, giật cấp 13. Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 7 tới cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 cho tới 6 mét khiến cho biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên khu vực giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật từ cấp 7 tới cấp 8 khiến cho biển động. Bão số 5 đang tiến gần về phía đất liền nước ta, nó sẽ hút ẩm ở các vùng xung quanh, khiến cho mưa ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có xu hướng giảm dần. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, ở tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, mưa sẽ giảm nhanh xuống còn diện rải rác và chỉ còn vài nơi có lượng mưa trên 30mm. Sang đến ngày mai, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung cơ bản mưa sẽ giảm hẳn, trời chuyển nắng. Nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tăng lên ở ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ. Còn với các tỉnh miền Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam với cường độ từ trung bình đến mạnh, nên trong đêm nay tại Nam Bộ và Tây Nguyên còn có mưa rải rác. Tới chiều và tối mai, mưa xuất hiện diện nhiều nơi, cục bộ vẫn có những điểm mưa to. Còn về nền nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên thì vẫn duy trì trong khoảng từ 28 tới 30 độ, tại Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng 31 tới 33 độ.